Chào mọi người nhé, hiện tại mình đang có mặt ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhé. Mình có mấy lô đất giới thiệu cho các bạn nhé. Đất mình thì ngay trung tâm thành phố luôn, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương luôn. Một khu vườn có 200 mét à. Diện tích của miếng đất mình là 5 x 15, thổ cư 60 mét vuông. Giờ đang làm mặt bằng, sổ sẵn nha, sổ cầm tay, mua là công chứng liền. Hẻm này hẻm ô tô đi nha, hẻm thông. Máy móc đang làm mặt bằng. Anh em đầu tôi liên hệ nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, con đi mà. Hẻm thông nha, cách ngã tư Phú Văn có 500 mét à. Tiện ích xung quanh đầy đủ nha, không thiếu cái gì hết. Đường xe tải chạy. 5 x 15 thổ cư 60 mét vuông. Đất của mình đây. Tổng chỗ này là 8 lô. Từ đây đi ra có mắc có 1 km à. Cách chợ trường học có 1 km luôn. Tiện ích xung quanh đầy đủ. Anh em đầu tư liên hệ em nhé. Rồi.